Thưa quý vị, những năm qua, lực lượng dân quân tỉnh Vĩnh Long đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó nổi bật là luôn xung kích có mặt trên mọi công tác tại địa phương, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, 28 tháng 3 năm 1935, 28 tháng 3 năm 2024, chúng tôi xin giới thiệu những hoạt động hiệu quả của lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn kinh phí của nhà tài trợ, sự chung tay góp sức của người dân và sự tham gia của lực lượng dân quân xã Hòa Ninh, nên cầu Hòa Lợi này đã hoàn thành sau hơn nửa tháng thi công. Từ đó tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển trái cây của người dân xã Hòa Ninh qua lại các xã lân cận. Mấy chú dân quân cũng phụ với dân làm cái cầu cho mau lẹ, đặng cho bà con, cô bác chở hàng hóa đi lưu thông hai chiều, tới dựa buôn bán các thuận lợi, và con em đi học cũng không sợ trời mưa chân chợt, không sợ té. Bà Bùi Thị Lệ ở xã Hòa Ninh là một trong số 13 hộ dân bị sạt lở nhà cửa vào cuối năm 2022. Bà cho biết nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng dân quân của xã nên đã giúp gia đình bà cũng như các hộ khác di dời tài sản, vật dụng, nhà cửa, nên từ đó đã góp phần hạn chế thiệt hại trong vụ sạt lở nghiêm trọng nêu trên. Nhà sạt lở nhờ dân quân, mấy cậu ra dọn dùm, chứ nếu mấy cậu không dọn tụi tôi cũng mệt chứ lắm. Nào còn thì mấy cậu dọn dữ lắm. Rồi bây giờ về đây được yên ổn gia đình rồi, mà nhờ mấy cậu dân quân cũng có phụ đồ này kia. Thời gian qua thì khi có sự cố xảy ra hoặc là các tình huống thiên tai thì địa phương huy động lực lượng tham gia rất là đầy đủ và đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống. Đảng ủy, ban chỉ huy quân sự huyện đã làm tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt cái công tác tuyển chọn vào cái lực lượng dân quân tự vệ. Đây được xem là khâu then chốt quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân. Theo đánh giá của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, trong những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ trong tỉnh đã được xây dựng rộng khắp, đủ về số, mạnh về chất, nâng cao độ tin cậy, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu: trước hết đó là phải tăng cường cái công tác giáo dục, quán triệt quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân quân tự vệ. Cái việc thứ hai thì chúng ta phải chỉ đạo việc rà soát lại, việc triển khai tổ chức thực hiện các cái văn bản vi phạm luật về dân quân tự vệ, rà soát cái đề án về tổ chức biên chế, xây dựng huấn luyện và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, cũng như là quy mô tổ chức, sắp xếp lại biên chế. Cái việc thứ ba là tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ quân sự để làm sao đủ sức lãnh đạo, chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh, đảm bảo đủ khả năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng dân quân tự vệ trong tỉnh Vĩnh Long đã được xếp đủ biên chế, đảm bảo tỷ lệ theo quy định, với chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Đây là lực lượng nòng cốt, tin cậy, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, đồng thời là lực lượng luôn có mặt trên mọi mặt trận công tác, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.